go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time. But if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. I'll just do. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đang có mặt tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để thăm lại một công trình nhà thờ gia tiên của gia đình anh Ngô Văn Mạnh tại nơi đây mà công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã tư vấn thiết kế cho gia đình. Thì ngay sau lưng mình chính là công trình đó. Thì công trình này được bộ mình tư vấn thiết kế và gia đình là sẽ tự thi công cho mọi người. Đấy, để mọi người có cái nhìn thứ nhất là vẻ đẹp của công trình cũng như là các bạn có thể so sánh với những cái sản phẩm mà bọn mình đã làm. Tất nhiên là nó cũng có những nét tương đồng gần như nhau, tại vì nó cùng là một nhà thiết kế. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về tổng quan cái khuôn viên của công trình cũng như là cái công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Nó công trình nhà thờ gia tiên của họ Ngô. Đó. Thì đầu tiên là gia đình có một cái khuôn đất khá là rộng nha mọi người, với cái chiều một chiều là khoảng 24m và một chiều là khoảng 31m mọi người. Tổng diện tích khuôn viên đất của gia đình rơi vào khoảng 700m2, tương đối là rộng đúng không ạ? Bọn mình cũng tư vấn thiết kế thứ nhất là công trình nhà thờ gia tiên của gia đình này, và thứ hai là công trình nhà vườn mái Nhật nằm trong tổng thể một khuôn viên, bố trí sắp xếp dựa trên ý tưởng của gia đình. Và bọn mình triển khai cái ý tưởng của gia đình ra một bộ hồ sơ bản vẽ đầy đủ gồm công trình nhà thờ cũng như là công trình nhà vườn mái Nhật. Thì các bạn có thể xem qua hình ảnh flycam để có thể thấy khuôn viên của gia đình cũng được làm rất là đầy đủ đúng không ạ? Từ cổng vào chúng ta sẽ bắt gặp công trình nhà vườn mái Nhật. Và chúng ta sẽ có những khoảng sân vườn phía trước giữa của hai công trình cũng như là từng công trình sẽ có khu vực sân riêng. Ngoài ra cũng có những công trình phụ trợ xung quanh như là chòi. Và một điểm mà mình thấy ở công trình tổng thể khuôn viên nhà anh Mạnh là khi vào đây mình thấy rất nhiều loài cây, rất là đa dạng mọi người, trang trí cho tổng thể khuôn viên cũng như đặc biệt là khu vực nhà thờ gia tiên của gia đình. Thì bây giờ mình sẽ video này thì mình sẽ giới thiệu mọi người về cái công trình nhà thờ mình mà công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Mạnh. Thì các bạn sẽ thấy một công trình nhà thờ 3 gian theo phong cách nhà cổ Bắc Bộ, như là rất nhiều công trình mà công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã tư vấn thiết kế cho khách hàng, cũng như là những công trình hộ mình đang thi công trọn gói. Ngay sáng ngày hôm nay mình cũng mới khởi công một công trình ở Đông Hưng nha mọi người. Thì các bạn có thể thấy là tổng quan thì cũng gần kiến trúc thì cũng gần như những công trình hộ mình đã thi công đúng không ạ? Mình sẽ giới thiệu mọi người, thứ nhất là diện tích mái của công trình này rơi vào khoảng là 86m2 nha mọi người. Đó, nhà thờ gia tiên nhưng mà sau này hoàn toàn chúng ta có thể làm thành nhà thờ chi với 3 gian thờ đúng không ạ? Còn hiện tại gia đình thờ 1 gian là thờ gia tiên thôi. Đây 3 gian thì mình sẽ giới thiệu mọi người về kích thước. Thì đầu tiên là gian ở giữa với kích thước là 3m11, hai gian hai bên là 2m62 nha mọi người. Cũng toàn là những cái con số đẹp đúng không ạ? Chiều sâu của công trình thì thứ nhất là cái phần gian hiên này sẽ rộng là 1m53, đó, cũng rất giống những công trình của mình đã làm đúng không ạ? Và gian ở giữa 3m68 và cuối cùng đó là cái gian thờ đây là 1m35 nha mọi người. Đấy, đều là kích thước từ tim tới tim. Ok. Và các bạn có thể thấy là công trình này thì có đặc biệt hơn một chút, đó là gia đình có bố trí thêm, đúng không ạ? Ý tưởng là chúng ta thêm một cái vị trí chiếu rồng ở ngay trước cái khu vực cái gian giữa là gian thờ đúng không ạ bạn? Hai bên là đôi rồng, đây là hoàn toàn bằng đá nha mọi người. Còn lại những cái hạng mục ví dụ như hệ bậc ngũ cấp thì gia đình ở đây sử dụng đây chúng ta ốp lát bằng gạch đỏ thôi. Nó đồng bộ với lại cái màu sắc gạch ốp lát của phần hiên cũng như phần nền nhà bên trong.
Rồi kết cấu ở đây thì đều là bê tông giả gỗ hết nha mọi người. Đôi cột đèn ở đây cũng là bê tông giả đá thôi mọi người ạ. Gọi là bê tông, ta sơn lên thôi. Thì cũng là kiến trúc rất là cơ bản đúng không ạ? Toàn bộ cái hệ cột rồi khung vì kèo đây là bê tông giả gỗ với cái màu sơn cũng rất là đẹp đúng không ạ? Ngói ở đây thì ngói vải nha mọi người. Làm cũng rất là đẹp đúng không ạ? Bên trên vẫn là cái đôi kìm, ở giữa là vị trí cuốn thư. Đó, công trình này thì cũng được sử dụng chất liệu ở đây là mái cũng sử dụng ở vữa bata, bên dưới sẽ có ngói chiếu và cái hệ vì kèo đỡ cái phần mái. Bây giờ sẽ mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong, chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm mọi mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Mạnh, cũng như là cái tay nghề của đội thợ địa phương tại nơi anh đang sinh sống mọi người. Xin mời ạ. Và hiện tại thì mình đang đứng ở bên trên hiên của công trình này, thì sẽ mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cái kiến trúc của cái phần hiên này, và nổi bật đó là cái phần mái đúng không ạ? Các bạn thì mình sẽ giới thiệu mọi người. Đầu tiên là hai cái trục giữa của công trình đấy ạ. Chúng ta sử dụng là 7 hiên nha mọi người. Hoa văn cũng khá là đẹp đúng không ạ? Và hai bên đầu hồi đúng không ạ? Đây là làm theo cái hệ trồng giường. Cái đầu 7 đây cũng được làm cũng khá là tỉ mỉ đúng không ạ? Rồi bên trên là hệ dui và cái đòn tay đúng không ạ? Đó là những cái hoành. Thì các bạn có thể thấy là công trình này cũng khác so với những công trình khác mà bọn mình cũng đã làm ấy. Đó là cái phần dùi bên trên đây, gia đình đã sử dụng là những cái viên gạch đá hoa cắt theo cái kích thước của cái phần rùi đúng không ạ? Cũng khá là mỏng cho cái phần mái, cũng như là mình cảm thấy cũng khá là hài hòa đúng không ạ? Những cái viên gạch men đúng không ạ? Vân giả gỗ. Đó, nó chỉ màu sắc nó sẽ không được đồng bộ nhất so với những cái phần kết cấu bê tông giả gỗ thôi. Còn lại là nếu mà nhìn qua mình thấy là cũng rất là hợp lý nhá. Cũng là một cái ý tưởng sáng tạo rất là hay. Nếu mà mọi người tự làm thì cũng có thể tham khảo ý tưởng công trình của nhà anh Mạnh. Đây, hệ cột gỗ đây, sơn vân giả gỗ cũng rất là đẹp. Những cái cột đèn, những cái phần đèn ở cột đây sẽ giúp công trình chúng ta đẹp hơn buổi tối rất nhiều nha mọi người. Toàn bộ cái phần tường xung quanh đây cũng được sơn màu xanh ghi, của bên trong là cái màu be lát thì mọi người sẽ thấy. Thì trước khi vào bên trong chúng ta sẽ đi qua cái hệ cửa bức bàn đúng không ạ? Bên trên là cái ô tam sơn cũng được làm rất là đầy đủ chỉnh chu đúng không ạ? Đây các bạn thì thấy là cũng được đục chạm khắc, đây đều làm chất liệu là gỗ lim mọi người. Cái phần ngưỡng cửa đây cũng khác so với bên mình một chút, đó là bên mình công trình bọn mình hay làm thi công trọn gói, đó là cái phần ngạch cửa đây đúng không ạ? Mình sẽ làm bằng đá nhá. Cũng như là cái phần chân tảng ở những cái phần cột ấy, bọn mình cũng đều làm bằng đá thì nó sẽ sang trọng hơn đúng không ạ? Cũng tùy vào mức độ đầu tư cho công trình cũng như là tay nghề thi công của từng đội thợ mà sẽ tư vấn được cho gia chủ chúng ta có những cái kiến trúc đẹp nhất cho công trình nhà thờ. Ok, xin mời mọi người vào bên trong chúng ta cùng chiêm ngưỡng ạ. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu mọi người bên trong đây. Thì kích thước mình đã giới thiệu rồi đúng không ạ? Các bạn thấy kiến trúc cũng rất là đẹp đúng không ạ? Công trình này thêm một số những cái vị trí ở đèn hắt đúng không ạ? Ở những cái phần xà dọc đây, chúng ta sẽ hắt ngược lên trên bên mái. Cảm giác thì công trình cũng đang sẽ đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Toàn bộ bên trên là sẽ làm cái cấu bê tông giả gỗ. Và công trình này ở cái phần tường ở phía sau đúng không ạ? Phần tường phía sau nhà đây cũng được sơn là bê tông giả gỗ hết cho mọi người. Đây, hệ cột tròn đây rất là đẹp đúng không ạ? Từ bên ngoài vào bên trong này đúng không ạ? Ok, thì đồ nội thất thì gia đình cũng đã làm cũng rất là bài bản rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ giới thiệu mọi người, thứ nhất là vị trí ban thờ gia tiên bằng gỗ rất là lớn đúng không ạ? Đó, ngoài ra thì cũng đã được làm thêm câu đối lòng mo rồi hệ cửa võng. Thì câu đối lòng mo này đang hơi bị cọc một chút thì cũng có thể là gia đình đã sử dụng là những cái đồ mà người ta đã làm sẵn rồi đúng không ạ? Chúng ta đi chọn, thứ nhất về câu chữ, với thứ hai là về cái khổ của nó phù hợp với công trình của nhà mình. Còn ví dụ như công trình mà công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato thi công chọn gói ấy, thì những cái phần câu đối lòng mo này sẽ được giống như kiểu chúng ta may đo trực tiếp tại công trình cho mọi người. Còn như gia đình ở đây thì cũng đã rất là đầy đủ và đẹp rồi. Bên trên là một bức đại tự rất là lớn đúng không ạ? Phần ban thờ thì cũng làm được rất là cơ bản đúng không ạ? Có cả khám thờ nha mọi người. Ngoài ra cũng có những vị trí đèn thờ ở ngay sau khu vực lưng bàn thờ nha mọi người. Rồi phía trước là một cái vị trí sập thờ rất là lớn đúng không ạ? Đó. Và bên hông đây kê một bộ bàn ghế ta có thể ngồi uống nước, rồi tủ chè rất là hoài niệm đúng không ạ? Rồi hai bên công trình đều là những vị trí chữ thọ. Tổng quan khi mà vào bên trong công trình đây mình cũng cảm giác rất là ấm áp và trang trọng nha mọi người. Ok, thì mình hy vọng đây sẽ là một cái mẫu công trình nhà thờ để
để mọi người có thể tham khảo, học hỏi, áp dụng cho công trình tương lai của nhà mình. Hoặc các bạn cũng đang cần những cái đơn vị tư vấn thiết kế những cái mẫu công trình nhà thờ, đặc biệt là bọn mình có năng lực thi công trọn gói luôn cả những cái công trình đó ở trên khắp 63 tỉnh thành mọi người. Thì mọi người có thể liên hệ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato theo số hotline bên dưới để các bộ phận sẽ hỗ trợ mọi người thiết kế và thi công những ngôi nhà thờ đẹp và đẳng cấp nhất, thể hiện phong cách, tính cách của từng gia đình dòng họ cũng như là truyền thống của từng địa phương, từng gia đình nha mọi người. Để mọi người có thể tự hào hơn về gia đình dòng họ mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước, với đội ngũ thiết kế và thợ thi công ngành nghề dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng. Chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.